quý vị, chiều 10 tháng 7 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang. Việc này được thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư tại công văn số 10370 ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng và kết luận số 111 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để bà Nguyễn Hương Giang nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành các thủ tục theo đúng luật định, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, 59 tuổi. Ông Chung có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tại quyết định số 1332 ngày 28 tháng 6 năm 2024 và kết luận số 1114 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Bà Nguyễn Hương Giang, 55 tuổi, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ tháng 11 năm 2019. Bà Giang từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, huyện Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trước đó, trong các ngày 24 và 25 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 36. Tại đây, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị, theo đánh giá của Ban soạn thảo, dự thảo luật dân số của Bộ Y tế, trong những năm qua, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh sai thế sớm hơn 10 năm so với mục tiêu đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay. Chất lượng dân số được cải thiện. Tuổi thọ trung bình người Việt Nam tăng nhanh, đạt 73,7 vào năm 2023, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể, mất cân bằng giới tính khi sinh đã ở mức nghiêm trọng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao. Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện, chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với việc già hóa dân số, phân bố dân số, quản lý di cư còn nhiều bất cập. Luật dân số nhằm khắc phục những hạn chế của công tác dân số hiện nay và đáp ứng với yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới, trên cơ sở kế thừa và phát triển pháp lệnh dân số, với một số mục tiêu chính là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số. Một trong các nhóm vấn đề được đưa ra tại dự thảo là quy định về điều chỉnh quy mô dân số, điều chỉnh mức sinh, thực hiện duy trì mức sinh thay thế, kế hoạch hóa gia đình và quy định về số con. Theo Ban soạn thảo, việc điều chỉnh mức sinh phải gắn với yêu cầu giảm sinh ở những tỉnh thành có mức sinh cao, duy trì kết quả đạt được ở những tỉnh thành đạt mức sinh thay thế, tăng sinh ở những nơi có mức sinh thấp để đạt mức sinh thay thế. Để duy trì mức sinh thay thế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đến tuyên truyền, tư vấn về dân số, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, ưu tiên đầu tư kinh phí và xây dựng các chính sách hỗ trợ, khen thưởng phù hợp với từng đối tượng, từng vùng. Đánh giá về nguy cơ dân số già và dân số tăng trưởng âm nếu không duy trì mức sinh thay thế, dự thảo luật dân số đề xuất các giải pháp duy trì mức sinh thay thế và quy định về số con với mục tiêu của duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Bình quân, mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế, quy định quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định Hiến pháp 2013. Dự thảo đề xuất 3 giải pháp, trong đó có đề xuất quy định các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, bảo đảm trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt. Theo Cục Dân số, đề xuất này có ưu điểm tránh được tình huống mức sinh xuống quá thấp, không vượt lên được như một số nước phải đối mặt.
Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cho thấy, khi đặt mức sinh thay thế, nếu chậm nới lỏng các biện pháp kiểm soát sinh sản, thì mức sinh sẽ giảm xuống mức rất thấp. Chưa có nước nào thành công trong việc đưa mức sinh lên mức sinh thay thế. Khi mức sinh tăng lên, sẽ làm giảm một phần mức cân bằng giới tính khi sinh và cũng góp phần làm chậm lại quá trình già hóa dân số và cải thiện chất lượng dân số, giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, có tác động kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô, tăng thu nhập bình quân đầu người, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta. Tuy nhiên, ban soạn thảo cũng lưu ý, để tránh hiểu không đúng, hiểu sai trong việc thực hiện, luật quy định cặp vợ chồng, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện chính sách, pháp luật về dân số và các cuộc vận động của đảng và nhà nước về công tác dân số phù hợp với từng thời kỳ. Giải pháp này cũng có hạn chế là nếu không chú trọng tuyên truyền vận động, dễ dẫn tới tăng đột biến mức sinh. Ước tính quy mô dân số đến năm 2030 tăng 2 triệu người so với giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch hóa gia đình như hiện nay. Ảnh hưởng tới chỉ số thu nhập bình quân trên đầu người và chi bảo đảm an sinh xã hội. Thưa quý vị, theo ước tính của các chuyên gia về dân số, tốc độ tăng dân số của Việt Nam đang giảm. Bình quân giai đoạn 2017-2020 là tăng 1,07%. Tuy nhiên, do mức sinh có xu hướng giảm nhẹ, nên tốc độ tăng dân số giảm dần trong những năm gần đây. Tốc độ tăng dân số trung bình năm 2022 là 0,98%, năm 2023 là 0,84% và dự báo tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Theo dự báo dân số Việt Nam 2019-2069 của Tổng cục Thống kê, trong trường hợp mức sinh giảm mạnh như phương án thấp thì sau năm 2054, dân số Việt Nam sẽ bắt đầu tăng trưởng âm và mức giảm dân số ngày càng lớn. Ngược lại, nếu mức sinh thay thế vẫn được duy trì ổn định trong suốt thời kỳ dự báo đúng như mục tiêu Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới đề ra, thì đến cuối thời kỳ dự báo, dân số Việt Nam vẫn tăng nhẹ. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2064-2069, dân số tăng 0,17%, tương đương 200.000 người mỗi năm. Như vậy, nếu mức sinh tiếp tục giảm, số người được sinh ra ngày càng ít đi, thì tương lai lực lượng dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm. Trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh dẫn đến tỷ trọng dân số già sẽ chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng dân số và Việt Nam sẽ có cơ cấu dân số già. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.